đội hành trình phi hành đoàn 7, chinh phục vũ trụ. Phi hành đoàn thứ 7 của SpaceX đã sẵn sàng bước vào hành trình mới chinh phục trạm vũ trụ quốc tế, ISS. Kế hoạch đưa họ lên ISS đã được lên lịch vào ngày 25 tháng 8 bằng tàu Dragon, được hỗ trợ bởi tên lửa Falcon 9. Đội hành trình này bao gồm một tổ hợp quốc tịch đa dạng, Jasmine Morbelli của NASA, Andreas Mosensen của Cơ quan Vũ trụ châu Âu, Konstantin Borisov của Nga và Satoshi Furukawa của Nhật Bản. Nhà du hành Jasmine Morbelli của NASA sẽ đảm nhận vai trò chỉ huy cho đội hành trình. Với bề dày kinh nghiệm là một sĩ quan hải quân Mỹ, Morbelli đã tham gia hơn 150 chuyến bay chiến đấu và tích lũy hơn 2.000 giờ bay trên 25 loại máy bay khác nhau. Từ khi gia nhập NASA vào năm 2017, cô đã chú trọng vào phát triển hệ thống hạ cánh cho tàu Artemis, dự án mang con người trở lại mặt trăng. Andreas Mosensen, nhà du hành người Đan Mạch, là một phần của Cơ quan Vũ trụ châu Âu. Với học vị tiến sĩ kỹ thuật hàng không vũ trụ từ trường Đại học Texas, ông đã có chuyến bay vào vũ trụ lần đầu tiên vào năm 2015. Ông là chuyên gia trong lĩnh vực điều khiển tàu vũ trụ và hệ thống hạ cánh xuống mặt trăng. Sứ mệnh lần này không chỉ là chuyến bay cá nhân mà còn mang trong mình sứ mệnh khoa học và khám phá không gian. Với sự kết hợp của tài năng và kiến thức đa dạng từ các nước, đội hành trình phi hành đoàn 7 đã sẵn sàng đối mặt với những thử thách và trải nghiệm mới tại trạm vũ trụ quốc tế.